Chào các bạn, mình là Đặng Nguyên Khánh. Bây giờ chúng mình cùng học bảng chữ cái tiếng Việt nhé. A, cái chảo. A, kết sắt. Ừ, con gấu. Bờ, quả bí. Cờ, con cóc. Giờ, dưa hấu. Đờ, đá mây. Ê, tai nghe. Ê, tê giác. Gờ, găng tay. Hờ, cá heo. Y, bí ngô. K, khoai tây. L, lạc đà. M, quả me. N, cái nồi. O, quả bóng. O, xe nồi. Ơ, quả mơ. Bơ, bắp cải. Cu, cái quạt. Rơ, hàng rào. Sờ, ngôi sao. Tờ, xe tải. U, cái búa. Ư, cái lược. Vơ, con vịt. Sờ, cái xô. Y, bàn tay. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. A, cái chảo. A, kết sắt. Ớ, con gấu. Bờ, quả bí.
cờ. Con cóc. Giờ dưa hấu. Đờ đá mây. Ê tai nghe. Ê tê giác. G găng tay. H cá heo. I bí ngô. K khoai tây. L lạc đà. M quả me. N cái nồi. O quả bóng. Ô xe nôi. Ơ quả bơ. Bơ bắp cải. Cu cái quạt. Rờ hàng rào. Sờ ngôi sao. Tờ xe tải. U cái búa. Cái lược. V con vịt. S cái xô. I bàn tay. Và bây giờ chúng ta cùng học lại nhé. A cái chảo. Á két sắt. Ớ con gấu. Bờ quả bí. Cờ con cóc. Giờ dưa hấu. Đờ đá mây. Ê tai nghe. Ê tê giác.
G, găng tay. H, cá heo. I, bí ngô. K, khoai tây. L, lạc đà. M, quả me. N, cái nồi. O, quả bóng. O, xe nôi. Ơ, quả bơ. Bơ, bắp cải. Cu, cái quạt. R, hàng rào. S, ngôi sao. T, xe tải. U, cái búa. Ư, cái lược. Vơ, con vịt. Sơ, cái xô. Y, bàn tay. Nhấn xúc quát bơ để xem nhiều hơn.